Và kính thưa quý vị, chương trình Trần Gia By Night mùa 6 với chủ đề Xuân Khát Vọng được tổ chức bởi câu lạc bộ doanh nhân họ Trần, đạo diễn Johnny Trần, diễn ra tại nhà hàng Babylon khách sạn Tân Sơn Nhất. Xin được phép bắt đầu. Trên bến Bạch Đằng, tích sử hùng ghi dấu cha ông, tuông Trần gia lưu danh sử vàng, đánh quân thù dẹp yên bờ cõi. Chúng tôi là con cháu họ Trần, mang trong mình dòng máu Đông A. Ta về đây chung một mái nhà, ta cùng nhau hát chung bài ca. Đoàn kết hướng tâm bình an, giải cứu dân trong lòng than. Hào khí cha ông còn vang, làm nên những trang sử vàng. Khúc khai hoàn ngàn năm còn vang mãi. Đoàn kết cho con Trần gia, rạng rỡ tông Trần gia. Về đây hát chung bài ca, về đây chung một mái nhà, chúng tôi là con cháu Trần gia. Bao lần trên bến Bạch Đằng, tích sử hùng ghi dấu cha ông, tuông Trần gia lưu danh sử vàng, đánh quân thù dẹp yên bờ cõi. Chúng tôi là con cháu họ Trần, mang trong mình dòng máu Đông A. Ta về đây chung một mái nhà, ta chung bài ca. Đoàn kết phương tâm bình an, giải cứu dân trong lòng than. Hào khí cha ông còn vang, làm nên những trang sử vàng. Khúc khai hoàn ngàn năm còn vang mãi. Đoàn kết cho con Trần gia, rạng rỡ tông Trần gia. Về đây hát chung bài ca, về đây chung một mái nhà, chúng tôi là con cháu Trần gia. Đoàn kết phương tâm bình an, giải cứu dân trong lâm than. Hào khí cha ông còn vang, làm nên những trang sử vàng. Khai hoàn ngàn năm còn vang mãi. Đoàn kết cho con Trần gia, rạng rỡ tổ tông Trần gia. Về đây hát chung bài ca, về đây chung một mái nhà, chúng tôi là con cháu.